ấn luôn 32 phút thôi này, phút là tí nữa phải cắt quay nhanh. Hai phút tiến được 30 cái, 3 phút tiến được 20 cái. Trường có bao này và đi review trường học này. Ờ, khả năng hay đấy. Thế? Trường cũng vào review trường học. Ờ, mà nhanh toàn đi cổng khác à? Khác chứ, mà đi chung cổng được. Mà chỗ nào nữa mai đầu à? Xe đầu à? Xe đầu lại chứ. Xe đầu lại chứ. Mày nhìn nhà... Chưa sơ xong. Giống hẹn nhau nhỉ? Là vậy. Mày đã sơ xong rồi. Em thích nhà cái đấy. Được à? Nhà này như này này. Đúng không? Đúng nhỉ? Do nó kiểu là lá rồi, kiểu mái Nhật. Thích nhà mái Nhật 2 tầng rồi. Hai tầng thì nhà vườn mà. Ờ nhà vườn, nó đất vẫn xây vào được. Đây nhà mình nhất 2 tầng. Nhà cái to đấy. Cái này là xưởng. Cái khói, khói khói này. Mà nhất thì xây đất nhỏ xây 2 tầng điểm. Rộng xây 3 tầng được. Ôi về quê trông xây mát lạnh thật. Các bạn ở Hà Nội đúng không? À, Hà Nội quá là vườn. Một cái à? Đây. Nhà đấy khả đấy vợ ạ. Vâng. Đây chuyển khả đấy vợ ở trên nhà. Vâng. Ở nhà chơi ạ? Thế nào ạ? Ở nước. Khải xây xong đấy vợ rồi. Chuẩn bị rồi bạn. Chuẩn bị rồi ạ. Chuẩn bị rồi, chiều xuống. Kèo về ngõ rộng thoải mái ạ. Chuẩn bị ạ.